quay trở lại với Phú Ăn Chơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã quay lại với chuyên mục đó là phỏng vấn các thành viên của Bật Vở Studio. Thì ngày hôm nay tôi đã bê lên đây sếp Vinh, Vinh Trần Media. Đúng không? À, nói tên công ty thì với tên Media viết tắt là gì đúng không? Bên mình có cái tên viết tắt viết của nhiều cái như là Văn Tú Media này của anh Phó Văn Tú. Vân Tú Media này của anh Tú với chị Vân. Vinh Trang Media à, không có cửa đấy đâu nha. Rồi em thắc mắc về cái tên nữa là đúng, nó là Vinh Trần nha các bạn. Ok. Thì mọi người rất có nhiều câu hỏi để đặt cho anh. Đó, vì mọi người rất là quan tâm đến đời sống cá nhân cũng như là công việc của anh. Đầu tiên chúng ta đến với lần đời tư. Thì điều kỳ lạ nhất mà anh đã từng search ở trên Google là gì? Tour Girl World Cup. Ngày xưa cái hồi mà anh thấy có cái trào lưu đấy, anh không biết cái Tour Girl World Cup là cái gì. Nói sao anh nhìn thấy một lần gớm vậy. Ok, thế giữa một người vợ xinh, xinh nghèo, chọn vợ xinh. Không, từ nó. À, còn đáp án khác à? Giữa một người vợ xinh mà giàu, chọn luôn. Anh chị chọn vợ vừa xinh và giàu, nó bố láo nó bắt dậy cũng được, vừa xinh và giàu là được. Giữa người vợ xinh và nghèo và người vợ giàu nhưng mà xấu thì anh chọn ai? Đương nhiên là vợ giàu mà xấu. Tại sao? Xinh nhưng mà nghèo thì cặp đất mà ăn à? Ok đấy, vợ mình nó không xinh nhưng mà nó giàu. Mình có thể là hai vợ chồng cùng nhau buồn bã ở Hawaii. Có thể cùng nhau là khóc ở trong chiếc Range Rover. Hay là anh có thể cùng vợ soi gương, vợ anh sẽ nhìn trong cái chiếc Rolls Royce của hai vợ chồng bảo: chồng ơi, hôm nay trông em không được đẹp lắm. Anh chỉ biết, không sao em, bình thường em có đẹp đâu. Thế bây giờ nhá, làm công việc truyền thông là anh làm rất lâu rồi đúng không? Thế đã bao giờ mà anh đã nghe những cái tin đồn về mình chưa? Tin đồn về mình á? Tin đồn thì thường là không đúng nhá. Bây giờ anh ví dụ ba tin đồn nhá. Thứ nhất là có những tin đồn bảo anh rất giàu. Đấy, tin đồn thứ thiệt, tin đồn nó hoàn toàn không có cơ sở, rất là vớ vẩn. Má nó chứ nhìn anh này mà kêu nó bảo giàu. Thứ hai nữa là tin đồn chúng nó bảo anh xấu trai. Đúng là cái lũ vô học, nghe là tức ở với vẻ đẹp của anh. Anh chúng nó cứ đồn đại là thằng này xấu trai, nó lại có lọ trai, nó rất là vớ vẩn, nó mất dạy luôn. Đấy, ba nữa chúng nó cứ đồn là anh nói bậy. Mà cha chúng nó như anh nói chuyện rất sức là có học, không bao giờ mang tục chửi bậy mà chúng nó cứ đồn lại vớ vào vớ vẩn. Trên clip đoạn nào chửi lại anh biết hết. Kiểu là chửi bậy là đúng. Vô học. Thế thì tạm gác qua phần đời tư thì chúng ta sẽ chuyển sang phần công việc. Thì anh nghĩ nếu mà không làm review công nghệ thì anh sẽ làm nghề gì? Có thể là diễn viên này. Chứng tỏ là không xem kênh Vinh Show này, tất nhiên anh sẽ thành dancer rồi chứ gì nữa. Em thấy không? Anh múa hay, múa dẻo như này cơ mà. Nói vậy chứ nếu mà không thành reviewer thì anh có thể làm nhà báo. Anh muốn đi sâu vào những cái vụ án như kiểu là Trần Duy Hưng có thật là có nhiều gái. Nói chung là anh muốn thực hiện những cái phóng sự như thế. Anh đang tưởng tượng ra khung cảnh anh mà làm phóng viên như thế thì có khi 5 năm anh nằm vùng ở Trần Duy Hưng mà không đâu. Anh xin tiếp tục nằm vùng như đến khi nào ra thì thôi. Mọi người đang thắc mắc là tại sao mà lại có hai channel là Vapor Studio và Vinh Show. Cái người giải thích cho mọi người. Vapor Studio là kênh phụ, Vinh Show kênh chính hết. À thế à? Kênh phụ 2 triệu sắp, còn kênh chính là 100.000 sắp. Đối với anh á, là anh luôn luôn là đặt ra một cột mốc mà anh đạt được xong thôi. Bây giờ tính anh có vài kênh 100.000 sắp đúng không? Ừ. Từ Vật Vở qua rồi, Vinh Show có rồi đấy. Kiểu Phố Ăn Chơi nói chung là dễ quá. À dễ quá. Anh phải đặt mục tiêu như biến từ số 0 thành 100.000 sắp. Đấy mới là kênh chính, đầu tư nội dung hay. Đấy. À, đấy có bạn chiều mới hỏi là Vinh Show là gì đấy. À. Em mới biết từ cái clip mà phỏng vấn ba reviewer nữ năm ngoái em mới biết là Vinh Show là gì đấy. Là gì? Vô sinh. Bây giờ thì anh thấy là có quá nhiều reviewer công nghệ đúng không anh? Ừ. Rất nhiều channel công nghệ ở trên thị trường YouTube. Mỗi reviewer sẽ có một cái màu sắc riêng để thu hút người xem. Thì không biết là anh nghĩ cái màu sắc riêng của anh để thu hút những cái bạn subscriber và ủng hộ anh cho đến ngày bây giờ là gì? Mặt anh rỗ hơn. Nên nó khiến cho mọi người nhìn anh ấy lúc nào thấy cảm hứng. Biết cảm hứng gì không? Không. Thì vấn đề là như này, đến một thằng rỗ như này nó nói về công nghệ thì còn có thể làm được thì tại sao mà mình không làm được đúng không? Mọi người nhìn vào anh, mọi người thì tự cảm thấy tự tin về bản thân. Đúng không? Chuyển năng lượng tích cực. Đúng, chuyển năng lượng tích cực. Thế bây giờ nhá, là một trong một cái môi trường sáng tạo như này thì anh sẽ muốn làm việc với các bạn trẻ có cái gọi là nhiều sức tưởng tượng, sức sáng tạo ấy. Hay là anh muốn làm với nhiều người mà gọi là chững chạc một tí, trưởng thành một tí để cho người ta có nhiều kinh nghiệm. Nói chung anh thích bộ máy lãnh đạo của mình sẽ là chững chạc và có kinh nghiệm.
và anh thích những bạn nhân viên dưới sẽ là trẻ trung này, xinh tươi như những bó hoa, như những ngọn rau, ngọn cỏ bên đường nó còn đầy tươi tắn. Trong những cái khu vườn có những ngọn hoa này, thi thoảng anh vào anh nhặt một bông, anh hít hương thơm, sau đó anh trải lại cho mọi người cùng ngửi những bó hoa. Chính xác. Vì thế nên các bạn cũng phải mắc tại sao nhân viên vào studio toàn bạn xinh là như vậy. Đầu vào là chọn lọc nó kỹ rồi, không xinh là không được vào. Thế là em cũng xinh đúng không? Ủa sao em lại đang ngồi đây ta? Thế bây giờ anh có biết là công ty mình đang chính xác có bao nhiêu nhân sự không? Ôi trời, game là dễ. Em chỉ cần vào cái chat Telegram ấy, sao em mở lên là em biết được có bao nhiêu. Em có trong chat Telegram đâu? Thế em mới bảo là tại sao em lại đang ngồi đây. Sau thì giải lao thì chúng tôi đã quay trở lại và bây giờ thì chúng mình sẽ đến với phần mini game. Game này thì là anh với em sẽ phải kể đem 3 đồ vật trong vòng 5 giây okay. Theo yêu cầu của chị Linh. Quá đơn giản luôn. Let's do it. Rồi. Chim. Cò. Cứng. Cật. Cật. Cật đúng không? Cật là có. Cà. Dễ. Lưỡi. 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 Lách. Lá lách đi. Lá bảo là lách đâu. Cái con kia nhiều thật đấy. Lươn. Đấy. Thế thôi. Gà. Ba từ cục từ mà anh sẽ nói khi tức giận. Vũ Khánh Linh. Đá con mèo. Cậu làm gì thế? Nào. trai. Trai. Là con trai và con gái thì con gái không có trai. Rốt ạ, Ngọc trai, ai bảo là con là trai? Gà. Thứ nhất là yết hầu. Yết hầu. Mày nhắc lại là con tao làm gì? Thứ hai là bìu, thứ ba là tinh hoàn. Dỗ hài với cả dỗ. 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 Rỗ. Dỗ mày nghĩ tao là hả? À rồi anh Vinh ăn chuối xanh không? Anh chuối vàng, anh chuối chín. Rỗ hài với cả dầu. Sao lại toàn những cái tin đồn về tao thất thiệt đấy? Ngoài cái đầu tiên ra hai cái còn lại là cái hai cũng đúng nhưng cái thứ ba là thất thiệt. Rồi như vậy qua video này thì phần thử thách của mình đã chiến thắng và phần thưởng của mình là sẽ được quật thoải mái luôn, quật bao nhiêu phát trang cũng được. Và như vậy qua video này chúng ta đã thấy là MC của chương trình như nào và cảm ơn các bạn đã theo dõi bài phỏng vấn của mình với MC Trang của Phố Ăn Chơi. Và hy vọng sau video này thì Trang sẽ được vào tele của công ty và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Đổi MC nào.